và khó nhất. Rồi phần 2 ha các bạn. Tiếp tục mình sẽ qua phần 2 thì ở đây nó sẽ có phạm vi câu hỏi là 14 tới 18 thì nói nè. Nó hỏi là khổ nào, section là khổ đó, chứa thông tin bên dưới. Bạn nên ghi là A tới E là tên của cái khổ đó. Rồi thầy nói nè, nghĩa là 14 tới 18 nó sẽ hỏi là mỗi cái thông tin này nằm ở khổ nào. Và đương nhiên cái trường hợp bài này là các bạn phải đọc cái khổ. Rồi sau đó mình thường nếu mà dài thì mình đọc một nửa cũng được. À, còn ngắn thì mình đọc hết. Còn bạn các bạn chưa cứng thì cứ đọc xong đọc lại cũng được. Mình coi giống như đọc khổ A xong mình sẽ coi là từ 14 đến 18. Coi hết nha, chứ không phải là mình phải coi hết nha. Nghĩa là cái cách làm đây vẫn là phải làm khổ. Coi kỹ, hiểu kỹ khổ sau đó mình nhìn là 14 tới 18 nó chứa cái nào. Và ở đây sẽ là cái cách làm mà thầy sẽ hướng cho các bạn tư duy về cách làm cho phần headings là cái phần mà các bạn sợ nhất đó. Thì thực ra là cái phần này dễ heading nhé. Nó chỉ hỏi là thông tin thôi. Nhưng mà nó cũng gần gần giống heading. Nghĩa là thường vậy nè, làm những cái này là sẽ là một dòng thông tin trong bài. Nhưng mà thường có thể là sẽ có câu giải thích cho nó. Thầy thấy là thường có câu giải thích luôn. Là có dòng thông tin và có giải thích. À. Và đây sẽ là cái hướng để cho các bạn luyện tập theo kiểu là hiểu được, kiếm được cái dòng thông tin và hiểu được cái giải thích nó như thế nào luôn. Sẽ là cái gốc cho các bạn. À, sắp tới là mình làm phần headings, tiêu đề á, cái phần đó khó nhất đó. Và thầy muốn nói nữa nè, là cái này do nó chỉ là thông tin thôi thì có thể sẽ có khổ không có nha. Nó sẽ khác với heading ở chỗ là bắt buộc phải có. Heading là tiêu đề, là cái dạng là thông tin chính á. Còn đây chỉ là info thôi, có hay không thôi. À, và nó có một cái cảnh báo, nó một cái thông báo thôi. Bạn có thể sử dụng ký tự hơn một lần. Ký tự ở đây là cái tên khổ đó. Vậy thì có thể là sẽ có hai, thậm chí là có vài tới ba luôn là, nhưng mà thường thì thấy hai à, là hai thông tin trong một khổ. Cho nên cái này các bạn phải đọc kỹ nha. Cho nên thầy đánh giá là phần này khó hơn, cũng thuộc về là phần khó. Nhưng mà nó vẫn dễ hết đi nhé. Rồi gì nữa ta? À, vậy thì cái trường hợp này thầy nhắc lại là có thể sẽ không có. À, có khổ, có thể là có khổ không có luôn nha. Nhớ nghe các bạn, có thể có khổ không có luôn. Và nếu như nó đưa như vậy thì có thể trong trường hợp này sẽ có hai hoặc ba thông tin là trong một khổ luôn. Và cũng vẫn có trường hợp là chỉ không không có trường và vẫn có, nó ghi như vậy thì cũng có nghĩa là vẫn có thể là không có bị trùng lặp. À, nó kêu là bạn chỉ có thể thôi. Là hồi nãy thầy nói là nó ghi như vậy là có thể có hai hoặc ba thông tin không, nhưng mà cũng có những cái là không có trùng lặp, nghĩa là mỗi khổ mỗi thông tin thôi. À, nó sẽ bị khó chỗ đó. Cho nên là vẫn quan trọng nhất vẫn là đọc kỹ cho thầy. Ví dụ như bài này nó dài thì mình đọc hai khổ. Đương nhiên phần 2 thì nó yêu cầu khó hơn rồi. Mình nhìn liền xem có chưa. Không có thôi mình đọc tiếp. Rồi trong quá trình làm cái này á, thì thầy khuyên luôn. Bởi vì cái hướng làm này là buộc mình phải đọc, hầu như phải đọc hiểu hết cái khổ mình mới thấy được cái thông tin. Cho nên là trong quá trình đọc khổ mình sẽ làm những cái dạng câu hỏi lẻ đó. Giống như hồi nãy là điền từ với true false đúng không? Là cái đó thì nó dễ hơn, tại vì cái đó là nó là một dòng thôi. Bạn đọc là dò dò là họ thấy tới nó là mình làm, cho nên thầy gọi đó là mấy câu lẻ. Thay vì ở đây là information thì nó lại buộc phải hiểu cái khổ. Mặc dù vẫn có thông tin nghe, nhưng mà nó phải đi kèm với cái dạng là câu giải thích cho nó nữa. Rồi, thì trong quá trình đọc khổ như vậy mình sẽ làm những câu lẻ, rồi sau đó mình mới quay lại coi thông tin. À. Nhưng mà hôm nay thì làm với thầy thì thầy chỉ cho các bạn thấy luôn. Về cũng phải làm lại ha. Rồi trường hợp này tiếp theo nè, đó là 19 đến 23. Đây là một trong những dạng dễ nhất. Tuy nó là ABC nhưng mà nó dễ chỗ như này các bạn. Nó hỏi rằng là thông tin này là của ai?
Nó dễ biết do cái gì không? À, nó đã liệt kê sẵn cho bạn cái tên rồi. Thì thường giống như nó là câu nói. Nếu mà nói người thì thường là câu nói. Ừ, thì câu nói trên đây là của ai? Rất là dễ chỗ là các bạn cứ đọc tới ai thì mình mới mới dò lại. À, mình không có biết something. Dò lại câu nói của người đó xem có hay không. Thì vẫn có trường hợp là không có câu nói của ai nha. À, thì ví dụ như đây chỉ có ABC thôi. D là không không có nói. Mặc dù có để cái tên nhưng mà không có được hỏi trong đây. Và một cái nữa các bạn chú ý. Bạn có thể sử dụng ký tự hơn một lần. Hiểu ra ha? Nghĩa là có thể thôi hai thông tin hay là hai câu nói của một người. Còn phần này là dễ à, không phần này thì không khó rồi. Điện từ rồi ha. Rồi làm tiếp với thầy. Rồi tiếp tục ha. Đây thì thầy đi nhanh chút xíu. Một cái nỗ lực thứ hai ha, trong việc là thuần hóa cây cà chua. Ít nhất là 3.000 năm cho con người. À, học cái cách mà thuần hóa cái cây cà chua hoang dã. Ừ, các bạn về coi là biết. Cái trái cà chua hiện tại của mình đang là trái cà chua đã được sản xuất, đã thuần hóa rồi. Nó mà các bạn coi lại cái trái cà chua trong tự nhiên mà dạng trái hoang dã đó trời. Nó nhỏ xíu mà nó ăn đi. Nó chát, nó chua lè. Thì các bạn về coi là biết. Cái trái hiện tại là đã thuần hóa rồi. Giống như là thuần hóa động vật như thế. Và trồng nó để lấy lương thực. Thì hiện tại bây giờ có hai cái đội tại Brazil và China, Trung Quốc ha, đã thực hiện nó nhiều lần trong vòng ít hơn 3 năm. Có nghĩa là trong vòng 3 năm họ đã nhiều lần thuần hóa rồi. À, giống như lai tạo gen của cây cối đó. Và họ đã làm tốt ha, làm rất là tốt ở một số hướng. Cụ thể đó là cho kết quả là những cái trái cà chua mà đã được thuần hóa lại lần nữa. Nghĩa là 3.000 năm trước người ta đã thuần hóa rồi, bây giờ người ta thuần hóa lại lần nữa, re-domesticated. Thì giống như là bây giờ mình là cái gì gọi là cây lúa gì đó, cây lúa lai gì đó, thầy quên mất tiêu tiếng Việt gọi là gì. Thì lai tạo gen lại đó. Thì những cái cây cà chua này được thuần hóa lại lần nữa là nó dinh dưỡng cao hơn những cái mà chúng ta ăn ở hiện tại. Nghĩa là người ta đã tạo thêm được một cái giống mới nữa rồi. Tại vì cái bài này bài mới mà. Là nó còn dinh dưỡng hơn cả những cái mà chúng ta ăn hiện tại luôn. Cái này là cái so sánh của hiện tại nha. Hiện tại là chúng ta đang ăn một cái giống cà chua. Trong khi đó, hai cái nước này, hai cái đội này lại tạo ra thêm một giống mới nữa. À, các bạn hiểu ha. Dinh dưỡng hơn cái mà chúng ta đang ăn. À, có thể là họ tạo ra chưa có sản xuất ra thôi, nhưng mà đã chứng minh được là dinh dưỡng cao hơn cái chúng ta ăn. Chứ không phải là so sánh với 3.000 năm trước nha, coi chừng bị nhầm đó. À, ban đầu thầy đọc cũng hơi bị nhầm, tưởng là đang nói so với 3.000 năm trước. So với chúng ta đang ăn hiện tại nha, mình phải nắm từng thông tin nha bạn. Các bạn đợi thầy vài giây. Để uống miếng nước nha.
Rồi tiếp ha các bạn. Tiếp nhé. Rồi do cái này là thầy đã làm rồi và do bài đầu cho nên là thầy gợi ý luôn. Có chứa thông tin cho 14 tới 18 rồi đó. Thì đương nhiên là trước khi mình chọn được thì đương nhiên mình phải đọc hoàn cái xem nó nói cái gì. Rồi thầy đọc qua nè. Đề cập đến một cái loại cà chua mà có thể chống chịu được với bệnh truyền nhiễm ha, nguy hiểm. Hình như chưa tới đúng không? Chưa có đề cập đến bệnh. Thầy nhắc lại là do cái này thầy đọc rồi ha, cho nên là thầy biết nó nằm ở đâu. Thì hôm nay làm với các bạn bài đầu cho nên là thầy chỉ gợi ý luôn cho các bạn đó. Chứ đúng là các bạn phải đọc nửa khổ nhìn lại nha, theo lời khuyên của thầy là như vậy. Rồi giải thích về cái vấn đề có thể xuất hiện từ việc chỉ tập trung vô một loại cây cà chua. Có hay không ha? Rồi cụ thể là một vài cái ví dụ về những cái cây. Ví dụ cây thường thường cái kiểu mà nó nói như này, nó nói cái chữ ví dụ đó thì thường nó sẽ liệt kê ra là cái ví dụ gì luôn. Cụ thể là gì luôn. Các bạn làm đấy sẽ thấy nha. Rõ ràng cái câu nói nó kêu là ví dụ mà là nó sẽ liệt kê ra luôn. A number of là một vài nhé, một vài ví dụ về thực vật. Nghĩa là trong bài nó sẽ nói cụ thể luôn. Không, hiện tại không có được trồng trọt. Không có thể trồng trọt cái hiện tại ha, nhưng vẫn có thể sử dụng như là nguồn lương thực, nghĩa là họ không trồng trọt nhưng mà họ lấy ở ngoài tự nhiên để ăn luôn, có cái là họ không trồng được thôi. Rồi một sự so sánh giữa cái việc là thuần hóa một cây cà chua trước đó và cái nghiên cứu mới nhất. Đó, ở đây thì có đề cập đến so sánh thì thế nào bên bài nó cũng nói so sánh như thế nào, cụ thể ra so sánh kiểu gì luôn, ví dụ như vậy. Và một cái phản ứng của con người về cái mùi vị của cà chua, phản ứng của một người nào đó về mùi vị cà chua mà đã được điều chỉnh gen, genetically edited, có nghĩa là điều chỉnh về gen đó. Rồi thử trả lời cho thầy đi. Bài đầu thầy còn thoải mái cho các bạn thấy luôn cho nó dễ. Số mấy các bạn? Ở đây thì các bạn phải ghi là số mấy A nha, chứ có chừng bị ghi nhầm là A số mấy. Rồi số mấy A? Rồi các bạn đoán thử đi. Chủ yếu là các bạn nâng cao, ráng ráng làm đúng thử cho thầy ha. Các bạn khá thì làm được cứ làm. Hay sorry các bạn cơ bản làm được cứ làm, cứ đoán thử ha. Các bạn cứ ghi đi, chưa chắc là các bạn khác làm là đúng đâu. Có những bài, nhất là phần 3, thầy đã chứng càng về khó nhiều khi có những bạn là 10 bạn, 9 bạn làm sai luôn đó các bạn. Đáp án giống nhau mà sai hết trơn luôn. Chỉ có một bạn phát hiện ra đáp án đúng rồi. Nhưng mà thường là khó mới thấy, còn dễ thì có thể là đúng hết. Nhưng mà tốt nhất là cứ theo chính kiến của mình. Nó giống như có những có bạn lại không hiểu, nó vẫn hỏi lại, thầy vẫn chứng minh lại cho bạn thấy. Được. Rồi trả lời giùm thầy ha. Hình như là cái múi giờ của Úc với lại Philippines giống nhau đúng không? Hình như duyên ở Philippines đúng không? Hình như bên Nhi giờ đang mấy giờ, 12 giờ hay mấy giờ? Hình như Phi với lại Úc là bằng nhau đúng không? Ủa gì ghê vậy? Thiệt hả? Không ta, à Việt Nam đúng rồi, quên nó tôi. Ủa Duyên bên Duyên mấy giờ Duyên ơi? Gì hai máy dưới vậy ta? Vậy bệnh viện có cách vậy có 1 tiếng mà. Phi cách Việt Nam có 1 tiếng. Ủa Úc gì lệch dưới vậy? Úc hình như là mấy mấy tỉnh là đúng không? 4 tiếng à.
Tại vì thầy dạy là có một số bạn học ở Hàn giờ thì học xong rồi, nhưng mà Hàn Quốc với Nhật nó cũng lệch như tới 3 4 tiếng, mà hình như là Hàn Quốc là 3 tiếng, Nhật Nhật thì chắc giống em á. Ừ, hơn là em không không ra đảo đảo nào tốt kia đấy, chắc nó lệch chắc 5 6 tiếng đảo gì ngoài kia. Thái Bình Dương trời ghê chứ vậy, bữa giờ thầy cứ tưởng em là lệch có hai 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 tiếng gì thôi, hồi duyên thì 1 tiếng rồi. Ở đây sớm ở 10 rưỡi nha, Sài Gòn mới ăn chơi. Rồi tiếp nha các bạn. Từ đâu rồi? Rồi vậy thì đáp án là câu A đúng rồi, 17. 17 nha. Có sự so sánh giữa cái việc này, các bạn đọc kỹ ha, đọc kỹ tới từng chữ cho thầy nha. Có nghĩa là một cái à, các bạn coi nè, một cái việc thuần hóa cà chua sớm và một cái nghiên cứu sớm hơn à, mới hơn, nó viết hơi lòng vòng chút xíu. Một cái việc thuần hóa cà chua mới à, sớm sớm là mới đó, và một cái mới hơn, nó viết hơi vòng vòng như vậy. Thì ở đây là cái việc thuần hóa cà chua mới là cái mà chúng ta đang ăn ở hiện tại nè, và một cái mới hơn là lại tương đương với rì á, là nó thuần hóa còn mới đến mới mới hơn nữa ha. Nó thầy phân tích như vậy cho các bạn hiểu, một cái sớm và một cái mới hơn, nó hay nói như vậy, nghĩa là only là trước đó, nó rất là dễ nhầm ha, không phải 3.000 năm đâu, trước đó là cái ở hiện tại và cái vừa rồi mới hơn nữa, em sorry, và cái vừa rồi, more recently là cái vừa rồi ha. Thì đọc lại đi cho các bạn dễ hiểu. Việc thuần hóa cà chua trước đó đây là hiện tại, và cái vừa rồi hơn là cái gần nhất á, lại là tương đương với rì ở đây nè, làm lại nè. Nó viết như vậy đó. Hiểu rồi ha các bạn. Và sự so sánh ở đây chính là more nutritious, à, dinh dưỡng hơn. Rồi hiểu ha, thầy đọc lại. Sự so sánh giữa việc thuần hóa cà chua sớm và một cái sớm hơn. Thì đây có nghĩa là việc thuần hóa lại là cái sớm hơn đó. À, hay cái thầy nhầm, cái vừa rồi ha. Cái gần nhất ở đây. So với cái chúng ta đang hiện tại ha, nó như vậy. Được thì các bạn ghi lại đi ha. Present chính là early đi, cho các bạn dễ hiểu. Và more recent chính là re ha. Vậy đi, cho các bạn hiểu. Nghĩa là hiện tại chúng ta ăn là đã domestic rồi. Và cái nghiên cứu gần nhất nữa chính là làm lại lần nữa. À. Và so sánh ở đây chính là dinh dưỡng hơn. Thì ở đây mình thấy cái sự so sánh hơn mình cũng cũng đoán được rồi. Nhưng mà thầy cho các bạn hiểu là cái chữ early và cái chữ more recent. À, nó viết hơn như vậy đó. Rồi, hiểu ha? Thì cái cách thức này dựa theo à, một cái phương pháp phân tích gen tên này à, trong đó thì cái sự thay đổi ha, sự thay đổi là được thực hiện cho một cái tế bào sống của DNA ha, của DNA ha, tế bào sống của DNA. Được thực hiện một cách là deliberately, là một cách là có đắn đo nha các bạn, một cách là tập trung ấy, một cách là kỹ lưỡng, deliberately được thực hiện cho DNA của tế bào sống ha, thì dịch lại ngược xíu, DNA của tế bào sống cho phép cái vật liệu về gen là được thêm vô à, giống như nói chung là giống như thêm DNA vô, thêm mã mã gen vô đó, được loại bỏ và thay đổi. Các bạn hiểu ha? Thì thầy đọc lại, có nghĩa là cái kỹ thuật mà phân tích gen á, genome cũng là gen luôn. À, thì nó thay đổi về cấu trúc DNA của một tế bào. Có nghĩa là cái phương pháp này sẽ cho phép là thêm bớt hay là thay đổi về cấu trúc gen. À, vậy đi, cho các bạn hiểu ha. Là nó thêm mã vô hay cái gì đó. Thì cái kỹ thuật này không chỉ cải thiện được
À, những cái vụ mùa mà người ta đang làm ở hiện tại ha, nhưng cũng có thể được sử dụng để biến đổi hàng ngàn cái cây à, tự nhiên, cái cây hoang dã, đưa vô biến đổi những cây hoang dã thành những cái nguồn lương thực phổ biến ha và hữu dụng. Thì thực sự rằng á, là một cái đội thứ ba tại Mỹ nè đã bắt đầu thực hiện điều này à, với một cái chủng loại relative là một cái người thân, đây có nghĩa là chủng loại của một cây cà chua ha, được gọi là một cái nhánh của cây này là crow cherry ha, cái này là cherry đất gì đó ha, cái này các bạn coi lại, không phải cherry kia nghe, kia là strawberry, cái cherry mình hay ăn là khác nữa à. Rồi rồi cái này thì đọc chơi thôi chứ nó chưa có đụng tới cái gì nha các bạn, nó giả thọn chứ nó không có đụng ý gì hết, chưa tới bên dưới đây luôn ha. Rồi hôm nay thì các bạn làm như thầy thôi, thì cái việc à, cái việc thuần hóa nhanh này là fast track, nói chung là fast thôi, việc thuần hóa nhanh này có thể giúp ha, là tạo ra được cái à, tạo ra được cái nguồn cung cấp lương thực cho thế giới à, cái việc thuần hóa mà nhanh như vậy, tại lúc trước tới 3.000 năm bây giờ có 3 năm thôi, thì nó sẽ làm cho cái nguồn lương thực của thế giới trở nên tốt hơn ha, tốt hơn, tốt cho sức khỏe hơn, dinh dưỡng hơn như nãy nói đó à, và chống chịu được với các loại bệnh tật à, như là loại nấm này ha, fungus này là cái nấm nha các bạn, nấm của cây á à, cái loại nấm phá hủy những cái vụ mùa à, lúa mạch. Rồi. Chưa tới nha các bạn. À, bây giờ mới tới cái ông này nè. Xem nó ông nói cái gì đây. Thì chính điều này sẽ cải thiện lại ha, biến đổi mà cái chúng ta đang ăn. Cái ông Kuchler này tại Đại học Münster à, tại Germany ha, đã nói điều đó. Và đây cũng là thành viên của đội Brazil à, dạ dòng quá, nói chung mình chỉ quan tâm ông này thôi. Và ông này ông nói rằng là có tới 5.000 cái loại thực vật có thể ăn được, eatable là ăn được nha các bạn. Tính từ của chữ eat mình nói, mình hay nói đó. À, những loại thực vật mà có thể ăn được trên thế giới. Nhưng 90% năng lượng của chúng ta thì chỉ đến từ 15 cái vụ mùa thôi, 15 cây đó. Rồi, có rồi đó. Hôm nay em nói cái gì đây? Vậy thì có ông là Kotler nè. À, thầy đọc qua mấy cái mục đóng này cho các bạn chọn nè. À, với lại thầy dạng này, cái khổ nào hay cái gì mà nó có hai thông tin thì thầy báo trước ha, cho các bạn dễ kiếm. Việc thuần hóa một số loại thực vật à, có thể cho phép chúng à, chịu được cái khó khăn hay là những cái biến đổi về yếu tố môi trường. À, thời tiết hay gì đó. Ý tưởng của việc trồng và ăn những cái cây không thông thường là cái cây mà lạ đó, nãy mới học là biết rồi. Thì cái ý tưởng này thì lại không được chấp nhận ở một cái diện rộng, có nghĩa là để trồng và ăn cái cây này thì không được phép, không được chấp nhận làm cái diện rộng và không có khuyên ha. Nó không được khuyên rằng là có thể không có được khuyên rằng là cái định hướng về tương lai của một số nghiên cứu là được công bố, thì đây thì dịch có nghĩa là một số nghiên cứu sắp tới là không được công bố, là không được công bố ha, vậy đi cho các bạn dễ hiểu, là ông nào ông nói là không được công bố nghiên cứu gì đó, không được công bố, và những cái nỗ lực ở hiện tại là để mà thuần hóa một cái loại cây cà chua, một cái loại cây trái ha hoang dã thì bị hạn chế bởi số tiền, nghĩa là cái nỗ lực mà để thuần hóa cái này thì không đủ tiền. Con người thì chỉ sử dụng được một số phần trăm rất là nhỏ à, của cái loại cây có thể ăn được trên thế giới. Họ biết rồi đúng không? Rồi ở đâu các bạn? Mặc dù nó dễ nhưng mà vẫn ghi ha. Vậy thì ông Kochler là số mấy? Có nghĩa là số mấy à? Cái nào dễ các bạn trả lời đi, cái nào khó thì thầy gửi tiếp. Thầy nói rồi, phần thực ra phần 1 phần 2 nó không nó cũng phần 2 đúng là khó hơn nhưng mà nó
cũng cũng đỡ phần 3. Phần 2 nó vẫn gần với phần 1 hơn nha các bạn. Phần 3 mới là khó chịu, ngày mai bài là phê luôn. Hai mươi ba à, chính xác. Ừ. Giống như thầy tự làm thì nó ok, nó khỏe lắm. Nguyên nguyên cái bài này thầy chỉ sai đúng một câu thôi đó, à, nguyên cái test. Ừ. Nhưng mà để mà giải thích cho các bạn thì buộc phải làm lại, bắt buộc rồi. Giống như thầy tự thầy giải thì nó khác, nhưng mà lúc mà để hướng dẫn ra, thường thầy giải xong rồi bắt đầu thầy hướng dẫn lại thì phải làm lại lần nữa. Cái bài này thầy làm chắc câu 3 lần đó. Nhưng mà 2 lần sau thì dạng giống như thầy phân biệt lại cho các bạn câu đúng sai đó. Này chứ nếu mà mình làm tự làm đúng thì chỉ đơn giản là đúng lấy điểm được rồi. Ừ. Còn phân tích ra là nó vấn đề khác. Cho nên bạn nào mà theo chuyên ngành hay theo giáo dục thì phải hiểu là khi đã làm bài rồi phải làm lần 2 lần 3 là cực hơn, phân tích ra là vấn đề khác nữa. Cho nên là chuyên môn là một chuyện nhưng mà giảng dạy là một chuyện nha. À, kiến thức tiếng Anh là một chuyện nhưng mà giảng dạy là một chuyện nữa. À, cho nên các bạn phải ráng. Giống như mình hiểu của mình là một chuyện nhưng mà để hướng dẫn là khác nữa. Nó là cái định hướng bạn nào muốn theo sư phạm đó. Rồi, chính xác các bạn. Ừ. Con người chỉ mới sử dụng một phần, cái số phần trăm rất là nhỏ của cây hả? Mới nói luôn. Con này thì dễ, không có hôm này em nói ngay chốc cho mình thấy luôn. Có tới 50.000 loại cây nhưng chỉ có 15 cây. 15 vụ mùa, thường thường là 15 cây. Mà tới 90% năng lượng chúng ta đến từ đó, chủ yếu mấy cái cây mà mình ăn đó. Việt Nam mình là gạo nè. À, rồi cây này nọ, hầu như các bạn đếm ra nó mấy cây à. Thì đúng đúng là còn ăn cái khác, nhưng mà nó kia là chủ yếu là 90% dân số, 90% năng lượng chứ, sorry. 90% năng lượng là cái mình hay ăn á, là đến từ có 15 cây thôi. À, ghê ha. Còn mấy cây này biết ăn cái gì đây. Rồi tiếp tục. Chúng ta có thể bắt chước ha. Mimic là bắt chước đó. À, cái cách thức mà thuần hóa là đã được biết lúc trước cho những có xin lỗi cái là chúng ta có thể bắt chước cái cách thuần hóa mà đã từng biết ha. Course ở đây là cái cách thức luôn nha các bạn, của những cái vụ mùa hay là những cái cây lớn, ví dụ như là gạo nè, hay là hai cái cây này nè. Rồi thì ông Gao ông nói cái điều này, chúng ta có thể bắt chước cái cách này để áp dụng cho cây khác đó. Ý ông ta là chúng ta có thể bắt chước cái cách mà thuần hóa những cái cây mà hiện tại chúng ta đang đang có, à, gạo hay là những cây này. Ừ. Thì ông Gao này của Trung Quốc ha, tại Beijing, ông nói nè, sau đó chúng ta sẽ cố gắng là thuần hóa những cái cây mà dùng những cách này nè, thuần hóa những cây mà chưa từng được thuần hóa. Rồi thì hôm này thầy chỉ luôn là ông đúng là có đề cập tới ông này nhưng mà không có đáp án. Cho nên các bạn vẫn phải đọc kỹ nha. Sorry thầy quên thầy nhầm. Có ông này ha, nhưng mà câu nói này chưa được đề cập nha. Thầy quên nói cái chỗ này. Nghĩa là các bạn phải cẩn thận một cái nữa là phải đọc kỹ cho thầy từng câu nói. Nghĩa là ông này có thể ông nói 2 3 câu nhưng mà có những câu là không có đề cập trong bài. Giống như câu A này ông nói nhưng mà nó chưa chưa được đề cập tới ha. Thì chút nữa là câu sau mới có ông nói lần nữa và mới có đề cập, cho nên các bạn phải đọc kỹ. Giờ hiện tại bây giờ là chưa có ha, là thầy nhầm. Thì đúng rồi, chưa có đề cập đến việc là bắt chước để làm, để thực hiện cái phương pháp thuần hóa cho những cây khác mà chưa nói ha. Rồi khổ B. Những cái cây cà chua hoang dã ha, đây là cái cây mà gốc ở vùng Andes của Nam Mỹ, à, thì sản xuất những cái trái, à, rất là lớn ha, bằng trái đào luôn. Trái đào là hơi bị bự á. À, kích cỡ bằng trái đào ha. Thì thông qua nhiều thế hệ, những người như là Aztec nè và Inca ha, đã biến đổi những cái cây, đã biến đổi cái cây này bằng việc lựa chọn và lai tạo ra, breeding, tạo ra hay lai tạo ra cũng được
những cây này với biến thể khác gen người xưa người ta biết làm luôn này. Nó có giải thích nè các bạn, mutation là biến thể nha, sự thay đổi trong cái cấu trúc về gen của sinh vật nè. À, và cái những biến đổi này là có thể truyền sang thế hệ khác, thì nói chung là biến đổi gen đi. Rồi ta. À, những người này hồi xưa là người ta biết biến đổi gen là ghê chưa? Mặc dù người ta không biết gen là gì nhưng mà người ta cũng biết được cách biến đổi đó. Thì trong cái cấu trúc gen, và chính cái này đã tạo ra những cái đặc điểm mong muốn, desirable traits. Cái từ này nó đồng nghĩa với chữ features và cái chữ characteristic. Bài này do thầy chưa có ghi cho nên là các bạn có thể chủ động ghi trước ha. Này đồng nghĩa với chữ đặc điểm, nó đồng nghĩa với chữ features và cái chữ characteristic. À, như là cái trái lớn hơn. Rồi. Rồi chưa chưa liên quan gì ha. Nhưng mà mỗi khi birth every time, nhưng mà mỗi khi rồi. Nhưng mà mỗi khi một cái cây mà với một cái cây cụ thể ha, một cái cây cụ thể với một cái biến thể được lấy từ một cái số lượng population để dân số, nhưng mà cũng có thể đề cập đến thực vật luôn nha các bạn. À, lấy từ một cái số lượng lớn hơn để tạo ra, để nuôi trồng, để tạo ra. À, để lai tạo, để biến đổi gen đó, thì cái sự đa dạng về gen nó bị mất đi. Các bạn hiểu không? Thì thầy chỉ dịch đơn giản nghĩa là một cái cây với một cái gen riêng biệt được lấy ra từ một cái số lượng lớn các cây khác. Các bạn biết rồi, trong một cái loài mà nó quá trời đông thì thường có những loài nó bị biến đổi gen. Con người cũng vậy mà. Thì bắt đầu người ta mới lọc ra để làm mục đích gì đó, thì do người ta đã lấy ra cho nên là cái sự đa dạng về gen nó bắt đầu nó bị mất đi. À, sự đa dạng về gen nó bị mất đi ha. Và thỉnh thoảng những cái biến đổi gen mong muốn lại cho ra đặc điểm không được mong muốn. Nè, nó có ví dụ nè. Cái chủng loại cà chua ha, strain là chủng loại nha các bạn. Cái chủng loại cà chua mà để trồng cho siêu thị thì mất cái mùi vị, các bạn hiểu không? Nghĩa là cái siêu thị thì họ trồng cái họ thường bán là cà chua bự để cân ký, để có số ký lớn hơn, nhưng mà đúng là nó sẽ biến đổi gen theo dạng là kích cỡ, nhưng mà cái mùi vị thì nó lại bị mất đi. Rồi bây giờ trả lời có rồi đó các bạn. Vậy thì bây giờ mới quay lại cho thầy là 14 đến 18. Bây giờ hồi nãy mình bỏ qua câu này, còn mày bỏ 17 ha. Vậy thì bốn câu còn lại các bạn chọn câu nào? Bốn câu lại chọn câu nào? Nó có đề cập việc lấy ra một cái cây với một gen cụ thể thì mất đi đa dạng. Rồi nó còn đưa ra một cái nữa là cái gen được mong muốn nhưng mà lại vô tình lại ra cái đặc điểm không mong muốn. À, ví dụ như là mất mùi vị mặc dù cái trái nó bự. Rồi cho thầy đáp án. Các bạn cứ cho đi, cứ cứ đoán thử đi giờ thầy nói. À, coi kỹ nha, coi kỹ nha. Đừng chỉ dùng từ khóa nghe, phải đúng ý nguyên một câu nghe. Đừng chỉ dùng từ khóa mà phải đúng ý nguyên một câu nghe. Bạn cứ trả lời thử, đoán thử cho thầy.
Rồi, 10, 15 nghe các bạn. Câu B là 15, mới đúng nha. Vấn đề xảy ra từ việc chỉ tập trung vô một giống loài. Nè, người ta một giống loài, a certain types of tomato plant. Nè, nghĩa là a single plant with a mutation. Nè. À, một giống loài được. À, câu này là đủ rồi, câu này là đủ rồi. Một giống loài được lấy ra. Thay vì tập trung vào số lượng lớn đúng không? Một giống loài được lấy ra và một vấn đề xảy ra đó là à mất đi cái đa dạng về gen. À, cái này là đủ rồi. Nè, a single plant with a mutation. Certain types of tomato plant. Problems là cái gì? À, cái việc mà tập trung vào một cái là lấy ra đó. Taken from a larger population. Nó đó. Taken from. Lấy ra là mình chỉ tập trung vào một cái thôi đó. Mình một tập trung vào một cái để mình lấy ra mình sản xuất thôi đó các bạn. À, còn những loại khác mình bỏ đó. Thì vấn đề xảy ra là mất đi sự đa dạng về gen. Còn đằng sau là giải thích chi tiết ha. Nhiều khi mình lại lấy cái gen mong muốn thì nó lại mất đi cái đặc điểm, nó lại có cái đặc điểm không mong muốn. À, ví dụ như là giống như mình chỉ quan tâm cái trái nó bự thì nó lại cái vị nó không vị nó không có ngon. À, còn vị ngon thì trái nó lại nhỏ, ví dụ như vậy. Cho nên mình chỉ tập trung vào trái thì nó lại mất đi cái đa dạng gen. Nghĩa là nếu không muốn mất đi đa dạng gen thì người ta còn phải tập trung vào nhiều trái rồi từ đó người ta lai tạo lại. À, giống như nó bự mà nó có phần mùi vị. Hơn là mình chỉ lấy ra một cái thôi. Mình không có lai tạo lại. À, ý là như vậy đó các bạn. Nó mất đi sự đa dạng gen. Rồi. Thì ở đây có những bạn 17 không 18. Nó đụng tới cái mùi vị đúng không? À, mùi vị của một trái cà chua. Thì đúng là có đề cập đến mùi vị của trái cà chua. Và đúng luôn. Khoan để... À, cái này nó chỉ đề cập đến vị của trái cà chua. Còn ở đây em phải hiểu, các em hiểu là genetically edited, có nghĩa là chỉnh cái gen lại. Không có chỉnh nha. Nó chỉ lấy ra cái gen đang có thôi. Và vô tình nó lại làm mất đi cái vị. Cái gen đó lại không có vị. Nói mình phải phân biệt như vậy đúng là trong quá trình làm thì các bạn có thể đọc không kỹ và lại dễ bị nhầm. Ở trong quá trình làm bài thầy cũng sẽ chỉ luôn cho các bạn câu có thể là câu 7. 7 cho cái. Thầy ví dụ thôi. Khổ B thì đáp án đúng là 15 nhưng mà 18 là cái 7 của nó. Nhưng mà nó là đáp án chuột chỗ câu khác. Chứ không phải là 7 là bỏ luôn nha, không phải nha các bạn. Đây sẽ là cái mà sắp tới mình làm cái heading đó, nó sẽ có liên quan tới trường hợp này. Thì ví dụ ha, nghĩa là khổ B thì nó sẽ có đáp án đúng là cái này nhưng mà cái kia lại là 7 đi. À, nó 7 thì thường là 7 từ khóa, chủ yếu là 7 từ khóa là nhiều. Giống như cái câu true false giờ nữa, các bạn đọc thấy gì chả từ khóa thôi. Nhưng mà nó là đáp án của câu khác. Cho nên là thầy sẽ phân biệt cho các bạn thấy luôn. Cái 7 như thế nào và câu khác nó đúng là sao. À, ví dụ như vậy. Ừ, các bạn hiểu ha. À, thì đúng là chỗ thầy đang hướng này là đang giải thích cho cái trường hợp mà lúc mà các bạn làm bài á, đọc vô thì mình sẽ thấy, thì thế nào cũng phải thấy từ khóa trước, trước khi mình hiểu được cái câu đó nó nói cái gì, thì thế nào lúc mà đọc qua câu hỏi thì mình sẽ bị mập mờ liền. À, cho nên là mới mục tiêu là để mình hướng tới việc là hiểu chính xác là như vậy. Thì các bạn phải đọc kỹ câu này, đúng là có đề cập tới từ khóa là flavor, à, cái mùi vị. Nhưng mùi vị là đã bị đổi gen, gen đã bị điều chỉnh, không chưa có chỉnh gì ở đây nha. Nó chỉ kêu là lấy ra thôi. Giống như tự nó biến đổi rồi lấy ra đó. À, thấy chưa? Và cái thứ hai nó đang nói là đề cập đến một cái reaction, là một cái phản ứng của một người. Thì thế nào trong bài nó phải nói, nó kêu là personal reaction là thế nào cũng phải nói về cái phản ứng của ai. Ai đó phản ứng như thế nào. Phải bám sát cái ý nha, chứ đừng có đoán không nha. Rồi, thầy chứng minh cho các bạn thấy nó bị 7 câu 18. Tiếp không? Nhớ nghe, từ khóa nó không có nghĩa lý gì đó. Quan trọng là ý của câu đó thôi. À, thành ra các bạn lại bị đoán, bị nhầm.
À, chính xác đấy. Rồi tới đâu ta? Ở nó chỉ con cầu đó à, có 24 này các bạn, 24 này. Điện từ 24. Rồi 24 có đó các bạn. Một cái đặc điểm không mong muốn à, mới biết là đặc điểm gì đúng không? Ví dụ như là mất cái gì? Có thể bị gây ra à, mất cái gì còn kỹ nha, có thể bị gây ra bởi một cái biến đổi gen trong cà chua. Chú ý cho thầy, cái mà nó hay kêu là suspect suspect thì á, như là cái gì thì thường nó là mang tính chất là ví dụ đó, nó sẽ cụ thể hóa ra là cái gì đó, các bạn chú ý ha, nó là liên quan tới ví dụ đó các bạn. Nhiều bạn bị nhầm. Mà nhớ cứ đọc kỹ câu là mình, các bạn sẽ thấy một cái đặc điểm không mong muốn như là đặc điểm gì, như là bị mất cái gì, coi chừng bị nhầm nha, là có thể bị gây ra bởi gen à, bởi một cái biến đổi gen của cà chua. Đọc cho kỹ nha, để xem các bạn làm sao. Rồi các bạn khác đoán là cái gì? Đoán thử đi các bạn, diversity hay là flavor? Đó, cho xem các bạn thấy được cái thông tin không? Đọc rất là, đó, mình đọc rất là dễ nhầm nha, diversity hay là flavor? Rồi, đáp án đúng là flavor, đúng rồi. Có điểm 7 bên trên nha. Cho nên nếu mà các bạn đọc không kỹ là hiểu. Ở đây thì nó đang đề cập tới, nó nói rất là rõ là mất cái gì trong gen cà chua à, là nó lại là nằm ở cái ý ví dụ đề cập đến cà chua nè à, và nó cái mùi vị và flavor nha. Còn ở trên đây thì thực ra nó là một cái ý chính, nó không có đề cập tới cà chua. Nó chỉ nói là một cái cây với một cái biến đổi lấy ra từ số lượng lớn. À, và nó bị mất cái đa dạng về gen. Và ví dụ nó cụ thể hóa cho mình thấy cái đó là cái gì. Một cái cây thì có nghĩa là ví dụ như là cái giống loài mà được lấy ra để trồng cho siêu thị đó thì à, lấy ra để là trồng cho siêu thị đó. Cái giống loài cà chua để lấy ra trồng cho siêu thị đó, trong một cái rừng cà chua đó thì nó đã bị mất đi cái đa dạng về gen, hay là nó mất đi cái yếu tố gen đó, là liên quan tới cụ thể hóa đó là mất đi cái vị, và người ta đang đề cập tới cà chua nha. Thì nhiều bạn đọc không kỹ là chọn là quýnh liền mà thấy là lost à, thấy hai cái lost, một cái đọc thấy giống giống, tại vì mutation bên trên có đề cập, mặc dù cái ví dụ nó không có nói tới mutation nữa à, nhưng mà nó lại đang giải thích cho cái ý bên trên có đề cập tới mutation à, là cà chua mà trồng cho supermarket, là ý là cà chua này được lấy ra từ một cái rừng cà chua để nó trồng riêng cho siêu thị thì nó mất đi cái mùi vị, nó lấy đi cái, nó chủ yếu là nó chọn mấy cái trái lớn có gen lớn á. Rồi, vậy thì loss of flavor. Nhớ nha, các bạn nhớ gạch dưới là tomato strain. Nhớ nha, tomato strain là đang đề cập đến tomato ở đây. Và mất là mất flavor. Ok ha. Không sao, các bạn cứ làm đi, chắc tới 11 giờ 15 mình ngưng được rồi. Và cái phần bài mình chưa làm, ngày mai mình sẽ làm chung với phần bài luôn. Được nha các bạn, không có gì hết. Mà quan trọng là đúng cái đã đi. Mấy cái này không có làm nhanh được. Tiếp tục, bằng việc là so sánh à, cái gen của những cái này gen thì dịch luôn gen nghe, bộ gen á, genome á. À, bộ gen của những cái cây hiện đại. Bộ gen của cây hiện đại ha. À, đối với những cái gia đình của, hay là những cái relative ở đây, cũng là
họ hàng thân thích đúng không? Có nghĩa ý đang nói những cái cây bên ngoài thiên nhiên ha, wild relative. Thì các nhà sinh vật học là đã và đang ha thực hiện cái sự thay đổi phân tích workout. Cái này nó cũng giống như là research chuyên là đang tìm ra, đang tìm hiểu thì cái thay đổi gì về gen đã xuất hiện khi mà những cái cây này đã được thuần hóa. Thì nó nói là họ sẽ so sánh cái cây mà đang trồng để mình ăn á so với cái cây ở ngoài thiên nhiên, thì bây giờ họ đang coi á là thực chất là biến đổi gen như thế nào, từ cái cây tự nhiên biến đổi sang cây thuần hóa là biến đổi kiểu gì á mà nó lại có đặc điểm này mà mất cái kia đó. Thì những cái đội tại Brazil và China thì sử dụng cái kiến thức này để lại đưa ra cái sự thay đổi. Đã đưa ra cái sự thay đổi. Cho bạn đợi xíu. Đã đưa ra sự thay đổi một cách tình cờ, from scratch. Cái này là tình cờ rồi nha các bạn. From scratch có nghĩa là từ, nó đồng nghĩa với incidental á, là nó tương đương với nó có nghĩa là tình cờ. Rồi các bạn cứ ghi nghĩa đây đi, thầy còn cái từ đồng nghĩa cái nó thầy ghi lại cho. Nghĩa là họ vô tình ha, họ tình cờ là lại cho ra được những cái sự thay đổi này. Trong khi vẫn duy trì và phát triển những cái đặc điểm tốt ha của những cái giống loài tự nhiên. Thì thầy tóm lại nghĩa là cái đội tại Trung Quốc hai người này là họ họ đang dựa theo nghiên cứu này đó là họ lại cho ra cái sự thay đổi này trong quá trình mà họ vẫn làm và phát triển cái cây tự nhiên. Nghĩa là cây tự nhiên đó thí dụ như là trái nhỏ mà nó ngon đi thì bây giờ họ lại kiếm ra được cái sự thay đổi để cho nó lớn lên vẫn giữ được đặc điểm ngon của cây tự nhiên ha. Đó, thì nói như vậy cho các bạn dễ hiểu. Rồi cái này thì nó chẳng có liên quan gì tới câu khác ha, chỉ mình hiểu bài thôi. Bây giờ đến câu C. Ủa tính ra cũng ngắn mà đâu có dài. Thử chắc làm tới câu C được rồi. Ngày mai mình làm cho nó ngắn lại ha, để mai mình làm D luôn. D thì nó còn hai cái dưới thôi. Thì đội của Cochlear đã đưa ra 6 cái sự thay đổi ha. Tổng thể, altogether là tổng thể. Có 6 cái sự thay đổi. Ví dụ, họ tăng gấp 3 kích cỡ, rồi biết chỗ nào đúng không? Họ tăng gấp 3 kích cỡ của cái trái bằng việc là phân tích một cái gen, điều chỉnh một cái gen. Được gọi là cân nặng của trái, persuade nè. Nói chung gen về cân nặng đó. Và tăng cái số lượng trái cà chua ha. Tăng cái số lượng trái cà chua. Các bạn đợi xíu. Rồi tăng cái số lượng cái trái cà chua mỗi dàn, Bertrust này dạng giống như dàn cà chua. Mỗi cái dàn họ trồng theo dàn đó, dàn cà chua ha. Giống như một bây giờ cho ra mỗi dàn ok như vậy là cái số lượng trái nó nhiều hơn. Thì nói chung là tăng số lượng trái thôi. Bằng việc phân tích một cái gen mà ta gọi là multiflora, số lượng, nói chung là liên quan tới số lượng. Rồi bây giờ mới trả lời cho thầy trước nè. Ở câu này rất là dễ, câu 25 luôn nè các bạn. Bằng việc phân tích một cái gen trong cây cà chua thì các nhà nghiên cứu đã tạo ra một cái trái cà chua mà gấp 3 lần cái gì ban đầu. Một từ này dễ nè. Thầy thấy mấy cái điện từ nó dễ. Rồi cứ cho đi, các bạn cứ cho đáp án đi. Với xong hôm nay á, xong hôm nay mình chỉ làm tới C thôi. Các bạn thử sức làm cái khổ này cơ bản luôn, các bạn làm thử luôn đi. Thầy nói bài này không không có quá khó đâu. Cứ làm thử đi, ngày mai nếu kịp mình giải luôn. Ngày mai mình ưu tiên phần 3 nha. Nhưng mà kịp làm luôn phần này. Tại bài đầu mình ra làm kỹ luôn. Thậm chí là các bạn làm từ từ các bạn hiểu rồi các bạn
hiểu được cái thầy hướng dẫn các bạn nắm rồi thì có thể tự thử sức làm phần phần sau vẫn được, còn hai ba cô cứ thử làm luôn đó, ý là mình vừa học vừa thực hành luôn. Là đúng rồi ha, soi cái này thì dễ nè, kích cỡ nó nói rất là rõ nè, cái này triple là gấp ba đó, nó hỏi từ vựng thôi, three times the original size ha. Đây. Còn cái số lượng thì nó không nói tăng gấp mấy lần, nó không có nói cụ thể ha. Đó nó cũng hai ý đó, nhưng mà gấp 3 là về kích cỡ ha. Còn về số lượng thì không có nói, nó chỉ nói tăng thôi. Rồi, bây giờ thì tới câu trên. Cái này có hai đáp án à. À cái này có 1 đáp án à, sorry. Rồi bây giờ thầy đọc coi ha. Ông nội này ông nói nè. Ông Cookler ông nói gì nữa nè. Trong khi cái việc thuần hóa trong lịch sử về trái cà chua thì làm giảm cái mức độ sắc tố đỏ, red pigment là sắc tố đó các bạn. Sắc tố đỏ, nói chung là cái sắc tố này, lycopene, lycopene gì đó, cái này tên khoa học của nó rồi. Thì lại được nghĩ rằng là có yếu tố tốt về sức khỏe. Nghĩa là cái việc thuần hóa lúc trước mà được ghi nhận á, nó làm giảm sắc tố đỏ thì nó lại tốt cho sức khỏe nè. Thì cái đội của Brazil thì lại thành công trong việc tăng cái sắc tố đỏ. Thầy đọc lại. Nghĩa là cái lúc trước họ thuần hóa cái trái cà chua ha, cho nó tăng kích cỡ, tăng mùi vị gì đó. Chắc chủ yếu tăng kích cỡ. Thì vô tình nó lại làm giảm sắc tố đỏ, mà sắc tố đỏ này thì được nghĩ là có tốt cho sức khỏe, thì cái đội tại Brazil thì thành công cho việc là tăng nó ha, nghĩa là vẫn giữ cái yếu tố là trái bự nhưng mà sắc tố đỏ nó tăng. Thì cái trái cà chua tự nhiên nó có theo bình thường á, theo lúc trước á thì là trái cà chua tự nhiên thì nó có cái yếu tố sắc tố đỏ thì gấp 2 lần với là cái mà đã thuần hóa lúc trước. Tuy nhiên cái đội tại Brazil thì cái mới hơn này hả các bạn thấy ha? Newly domesticated, mới hơn ha. Đó. Các bạn hiểu ha các bạn? Có nghĩa là nó đã thuần hóa rồi, bây giờ thuần hóa mới nữa. Thì nó lại gấp 5 lần. Gấp 5 lần so với cái đã thuần hóa lúc trước. Gấp 5 lần ha. Rồi. Và ông này ông nói rằng là ông Cookler ông nói là chúng khá là ngon, tasty, ngon đó, delicious, rất là ngon ha, khá là đậm ha, a bit strong, a little bit strong là khá là đậm, không biết sao chứ thầy ăn cà chua thấy chua lẹ nữa. Ăn chung với cơm gì thì được. Rồi ăn sống là chua lẹ, khá là đậm ha, và rất là thơm mà. Aromatic, cái này thơm nha các bạn, thơm á. Cái nó có từ đồng nghĩa chữ scent này nọ, rồi các bạn cứ ghi lại đi. Thơm ha. Rồi bây giờ có rồi đó các bạn. Có rồi đó. Thì bây giờ mới trả lời cho thầy câu C. Câu C, khổ C chứ là số mấy. Bây giờ mới phát hiện ra đó. Hồi nãy có bạn nào lộn đó. Khổ C là số mấy. Mặc dù dễ nhưng mà các bạn nên phải ghi ha, cứ ghi ra đi. Khổ C là số mấy? Rồi, khổ C là 18, đúng rồi. Đó, bây giờ mới tới là phản ứng cá nhân đối với mùi vị của trái cà chua mà được điều chỉnh rẽ nè. Hồi nãy có bạn nào bị nhầm nè, thầy nói nó cả lớp thấy luôn nè. Nghĩa là trái cà chua điều chỉnh gen tạo ra một vị đây nè. Đội Brazil đã thành công trong việc tăng nó, điều chỉnh gen lại để tăng nó đó. Đúng không? Hồi nãy mới đọc nè. Cái việc thuần hóa lúc trước, thuần hóa là cũng cũng là điều chỉnh gen rồi. Thì nó lại làm mất đi cái sắc tố đỏ. Và cái đội Brazil này thì điều chỉnh lần nữa
và tăng là sắc tố đỏ. Vậy chính sắc tố đỏ này giúp cho nó ngon hơn. Và quan trọng là cái chỗ này nó có đề cập đến personal, một cái phản ứng cá nhân của người, người rất là rõ, ông này nói luôn rồi nè, thấy chưa? Chúng rất là ngon. Mùi vị của trái cà chua, mùi vị đó là tasty, flavor, tasty. Rồi còn trái cà chua đã được điều chỉnh gen là genetically edited là biết rồi đúng không? Biết chỗ nào rồi đúng không? Thì nó lại liên quan tới cái chỗ là many to posted. Hiểu rồi ha. Hoặc là giờ gạch thêm một cái nữa là newly domesticated, là được thuần hóa lần nữa, là điều chỉnh gen đó. Khoan để coi có ông này có nói không. Bạn đợi chút nha. Cookler. Xem có nó có đề cập lại lần nữa không ha. Các bạn đợi thêm một chút. Rồi cái này thì đúng là ông nói nhưng mà chưa. Thầy muốn nói là ông Cookler này ông có nói hai câu đó, đúng là ông có nói hai câu trong đây. Nhưng mà câu này thì chưa tới ha, tại con này đang nói về mùi vị. Nhưng mà ý trong đây có hai cái bên dưới mới đề cập vấn đề này, để ngày mai mình làm. Đó mình phải loại ra. Ông này ông nói nhưng mà đang nói về mùi vị và không đề cập mùi vị trong đây. Rồi thầy đọc tiếp bên dưới. Thì cái đội tại Trung Quốc ha, thì thuần hóa lần nữa một vài cái giống loài cà chua tự nhiên với những cái đặc điểm đã bị mất đi, đặc điểm mong muốn nhưng mà đã bị mất đi từ cái trái cà chua mà đã thuần hóa lúc trước. Các bạn phân biệt cho thầy hai cái chữ re và chữ này ha. Redomesticated chính là newly domesticated, nó đồng nghĩa luôn đó. Thì theo cách này là họ đã thành công trong việc tạo ra một cái chủng loài rồi chống chịu được với một cái căn bệnh thông thường, gọi bệnh đốm ha, bị đốm đốm vi khuẩn nè, nó có thể phá hủy mùa màng. Rồi đồng thời họ cũng tạo ra một cái giống loài khác mà chịu được, tolerant là chịu được mặn nữa nè, vùng đất mặn trồng được á, chịu được mặn nữa và có cái mức độ vitamin C cao hơn. Cái này hơi nhiều đó, cái này trả lời được một đống đó. Vậy thì khổ C. Rồi đúng rồi, khổ C còn một đáp án nữa. Số mấy các bạn? Ủa phải không? Các bạn đợi xíu, không biết thầy có nhầm không? Ở đây đây, ok. Rồi, sorry thầy nhầm. Khổ C, đúng rồi, khổ C còn một đáp án nữa. Số mấy? Trên đây, trên đây. Cho thầy đáp án, biết dòng nào rồi đúng không? Khổ C còn một đáp án nữa đó. Đúng rồi, cái này thầy gợi ý đó chứ mấy này các bạn phải tự làm đó. Nghĩ là phải tự kiếm thông tin ha. Rồi, chính xác 14C cái này ngay chốc luôn. Một cái loại cà chua mà chống được resistant. Nè, đó nè. Này động từ, con này tính từ ha. Với một cái loại nhiễm, một cái bệnh nhiễm nguy hiểm. Và nó đây bệnh truyền nhiễm ha, DC là bệnh truyền nhiễm nha các bạn. Để cái này thầy ghi từ vựng phân biệt giữa bệnh truyền nhiễm với lại bệnh triệu chứng á, nó khác nhau các bạn. Ví dụ như bệnh bị nhiễm cả con người cũng như vậy, bệnh bị nhiễm do virus vi khuẩn khác nó có cái từ khác, là cái từ DC nè các bạn. Hay là bệnh dạng triệu chứng ví dụ như là ho cảm lạnh, dạng không phải do bị nhiễm á, dạng nó cũng là bệnh mà nó là triệu chứng thông thường, ví dụ như là nhức đầu, phản cơ thể bình thường, trời nắng quá nhức đầu rồi bị nóng lạnh ví dụ như vậy. Thì mình có từ khác nữa, sick hoặc là out, ailment gì đó. Thầy sẽ ghi lại cái chữ đó. CDC là dạng bệnh bệnh nhiễm ha, bệnh mà bị nhiễm, nhưng mà đúng thì đa số bệnh con người là liên quan tới nhiễm là nhiều.
À, nhiễm là nhiều. Giống như là cảm xúc nhức đầu, sổ mũi này nọ thì nó liên quan tới virus cúm. Ừ. Rồi. Vậy thì mình có 18 và 14 nè, 14 18 là hai cái đầu cái cuối luôn đấy chưa các bạn. Phải đọc kỹ mới ra đó. Thì rõ ràng là do thầy dịch nhưng mà đúng ra các bạn phải tự làm thì đọc nó sẽ mệt hơn. Ừ. Và câu này sẽ trả lời được cho câu tiếp theo. 26. Cũng là trả lời là xong rồi đó, thấy chưa? Phải đọc từ từ các bạn mới trả lời được chứ không là miss thông tin. Rõ ràng khổ này là bị xen kẽ, thấy chưa các bạn? À. Có đề cập tới vitamin C nè. Một cái giống loài cà chua mà không bị ảnh hưởng bởi cái gì? Coi kỹ nha. Đó, trong khổ này đó. Một cái giống loài cà chua mà không bị ảnh hưởng bởi cái gì? Thì nó lại giàu vitamin C, được trồng bởi đòi tại Trung Quốc. Thì cái này nó viết câu bị động ha, mà đây thì nó viết ngược lại là đòi Trung Quốc trồng. Thôi quan trọng là mình kiếm được cái ý thôi. 26 cho thầy một từ. Một cái giống loại cà chua mà không bị ảnh hưởng bởi cái gì nhưng mà lại giống đó thì giàu vitamin C, được Trung Quốc sản xuất. Các bạn coi kỹ nha, không bị ảnh hưởng bởi cái gì? Không bị ảnh hưởng bởi cái gì? Rồi đúng. Họ cũng tạo ra, này là cái thông tin cuối nè. Hồi nãy bên trên là một cái giống loài, một cái giống chịu được bệnh, coi chừng các bạn bị đọc bị nhầm đó nha. Họ tạo ra hai cái giống, một cái giống là chịu được bệnh. À. Và một cái giống là chịu được muối, chịu được mặn. Và có đề cập thêm là cái giống này thì nhiều vitamin C. Thì một cái giống là cà chua không bị ảnh hưởng bởi 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 mặn nha, tại các bạn không không đọc kỹ cái thấy là resistant to bệnh nữa đó. Thì sơn xác cái quýnh giờ. Bởi vì nó có liên quan tới thông tin là giàu vitamin C. À, không biết cái đọc là nhìn tay mình thấy cái chữ resistant nó đọc không kỹ cái lại thấy. À, cái quýnh vô DC là sai rồi. À. Và thậm chí là DC là một cái danh từ đếm được, phải có ờ đúng không? Ờ DC mới đúng. Cho nên ghi đây là thiếu nó cũng được. À, có muối, có mặn là không có đếm được thôi. Vậy thì không bị ảnh hưởng bởi bởi mặn hay bởi muối cũng được. Vậy là salt tolerant, chịu được mặn. Thì các bạn học luôn cả từ vựng cho thầy. Cái chữ mà not affected by hoặc là not badly affected by cũng được. Thì sẽ tương đương với chữ resistant to, chịu được. Là không bị ảnh hưởng bởi cái đó luôn đó. Và cái thứ hai là tolerant. À, hai cái nha. Đồng nghĩa đó. À. Rồi, nhưng mà quan trọng là cái đáp án nào thôi. Vậy là mình đã giải quyết được điện từ. Nó thà mình làm như vậy mà làm kỹ thì mình kiếm được thông tin dễ dàng hơn và mình làm đúng hơn. Nhớ ưu tiên cho thầy là cái phạm vi bây giờ đang học là đúng trước cho thầy. Tự động nó sẽ nhanh. Nhớ nha. Tại vì các bạn làm trong một đống bài nhưng mà sai tùm lum mà không hiểu được, không phân biệt được câu đúng sai, không nắm rõ từ vựng cũng như không mà. Thậm chí là mình đã làm đúng rồi cũng phải làm lại nữa đó. À, như vậy mới thực sự là nhanh về cái việc là mình đào tạo về kiến thức, về nền tảng kiến thức để mình làm các bài khác. Nhớ nha các bạn, không phải là mình làm nhanh là thành nó lên đâu, không có nha, đừng bao giờ, thầy khuyên rồi. Có nhiều bạn là làm cứ canh thời gian, mình phải cứng đi tự động nó nhanh thôi, là tự động phải canh. Nghĩa là cái bước thời gian là bước cuối. Thi thì đương nhiên là vô phải có thời gian rồi. Nhưng mà ở nhà luyện tập là bước ưu tiên cho việc cứng, tự nó sẽ nhanh và bước cuối là bước tự mình kiểm lại. Nhưng mà thầy nói là nó tự nó nhanh chứ không phải là mình chạy ẩu ha. Tại vì các bạn an tâm cứ luyện tập theo thầy hướng dẫn, thầy sẽ có những cái tiết mà cho các bạn kiểm tra lại đó. Ôn tập rồi kiểm tra lại nữa. Đúng là còn một cái tiết gọi là tiết ôn tập nữa, là thầy sẽ xen kẽ những cái bài cũ như vậy cho các bạn làm, nhưng mà lúc đó có canh giờ. Nhưng mà rõ ràng là bài cũ thôi cho các bạn làm lại, nhất là cái phần listening đó. Còn cái reading nhưng mà thường thì thầy sẽ canh giờ những cái đó, là thầy sẽ lấy cái bài khó. Tại vì mục tiêu bây giờ cho các bạn làm hết rồi thì cái bài mình dễ quên nhất là bài khó chứ không phải bài dễ đâu. Thầy sẽ cho các bạn làm lại mà chủ yếu là bài khó đó. À,
Listening cũng vậy. Có canh giờ thì lúc ấy mới gọi là hiệu quả. Tại vì cái mình đã học rồi, mình ôn lại mình xem nắm thế nào. Và một cái nữa là tiết kiểm tra. À lúc đấy mình sẽ biết mình tới đâu. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là nhớ làm ơn nhà lấy bài cũ làm lại hết cho thầy ha. Làm theo cái mức giống như nãy giờ thầy làm, nghĩa là mình đọc chính xác nó như hiểu như thế nào và mình phân biệt được câu hỏi đúng sai như thế nào, từ vựng ra sao luôn nhé. Rồi hôm nay tiết đầu tiên thôi, học từ từ như vậy chứ mốt mình sẽ còn đi nhanh nữa. Rồi số lượng bài nó tăng tự động thầy sẽ tăng lên nè. Rồi vậy thì ngày mai là 6 giờ ha. Thì thường là 6 giờ 15, có những lúc hơi kẹt xíu thầy sẽ cho 6 rưỡi mới học. Rồi học tới 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ. À, nếu mà các bạn mệt quá là thầy sẽ đẩy nhanh là đừng lo. Thì ngày mai mình sẽ làm phần 3. Thì được thì các bạn cứ làm phần 2, hai cái khổ cuối này thử sức đi. Tại vì nãy giờ mình làm hơn nửa bài rồi. Và các bạn nhất là các bạn khá, nói chung là các bạn luôn. Coi trước thử phần 3 cho thầy ha. Tại dặn trước ngày mai bài phần 3 không dễ đâu. Đương nhiên nó không dễ rồi. Nói về sự thấu hiểu và sự phát triển nó hơi nghiêng về gọi là gì ta, hơi nghiêng về trừu tượng về cái thuyết á. Ừ, nó nói về hành vi sáng tạo của con người, nguồn gốc của sự sáng tạo là gì, nó hơi bị phê đó. Sự phát triển và sự thấu hiểu này, sự chuyên sâu nữa. Nói chung đây là đang nói về tư duy của con người. Còn bài này nói về tự nhiên, bài này thì dễ hiểu hơn, tại bài này nói về yếu tố tự nhiên rồi. Rồi thôi, tới đây được rồi các bạn. Ngày mai tiếp. Thì đó, có video đầy đủ, cho nên là nhiều khi dù các bạn không học được, cũng có video để cho mình làm lại. Và nhớ là nếu học được phải làm lại qua video ha. Và tốt nhất vẫn là lên lớp học để mình siêng, với lại tập trung hơn. Thôi, tới đây rồi hả các bạn. Rồi ngày mai tiếp tục nhé. Rồi chào các bạn.